tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt ở sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch trong cái AFF Cup 2018. Tôi làm cái clip này để chia sẻ với mọi người về một chút cái kinh nghiệm thuần cái dòng cái gì nhỉ, hoàng thảo rất là đẹp, đó là cái hoàng thảo u lồi. Mọi người nhìn thấy nào, rất to đẹp đúng không, và dài. Đây có thể nói là cái thành quả mà không đơn giản chút nào. Tuy nhiên là rất là không may mắn trong một cái thời gian vừa rồi, mình đi công tác không có nhà, cái giá thể cũ của nó cái dây buộc bị mòn hay là nó bị đứt, rơi bầm dập xuống, và trong một khoảng thời gian là hơn một tuần thì nó cũng bị xây xước héo một cái thứ, nên là mình đã quyết định để chuyển sang nó sang một cái giá thể mới. Đây là cái cục dớn. Đây, cục dớn này. Sau khi đã cắt tỉa các thứ này, các mọi người thấy nó rất bầm dập này. Hơn một tuần thì lông lóc không, cái mầm này nó bị héo hỏng mất. Mầm này thì bị gãy mất. Nhưng mà nó lại hay được cái hay là nó lại có cái mầm con lên này. Đây có mấy mầm, một mầm, hai mầm, ba mầm. Đặc biệt là cái giá thể trước thì mình trồng thì nó rất là tốt, nên là lên được cả rêu, một cái rêu này. Đấy. Cái giò bên này mình đang trồng này. Giò gì nhỉ? Rươi gà. Rêu mọc lên rất là xanh. Tốt. Hey. Nói như vậy thì mọi người cho mọi người thấy rằng là thực ra cái dòng này nó cũng không phải là khó thuần giống như là mọi người cũng hay đồn thổi nhau. Đây ngón tay cái không ăn thua gì rất là nhiều mất. Năm nay như kiểu này thì nó bị rơi, bị tổn thương thì chắc là xem hoa mấy ngày thôi, là sau mình phải vặt nó đi để là lại phải là như là một cái dạng là thuần lại từ đầu. Tiếc quá mọi người ạ, sơ sẩy cái là nó hết cả cái công trình thôi. Thực ra là nó cũng rất đơn giản, cái đây là cái cục sớn, cái dòng mọi người lưu ý là cái hoàng thảo u lồi này nó rất là ưa ẩm, ưa mát. Đó. Nhưng mà là cái giá thể là tuyệt đối không được là để nó đọng nước quá. Đấy, cái cục sớn này nó cũng giữ nước đấy, nhưng mà khi mà nó có thể nó dễ nó ra, nó bao trùm được cái này rồi thì nó có thể xử lý được và nó cũng thoát nước nhanh thôi. Thế thì trong các cái giá thể thì mình thấy rằng là trồng lên cái dớn này này, cục dớn này mọi người có thể là dựng dọc nó lên thì càng tốt, thì nó sẽ thoát nước là nhanh hơn. Để ngang này thì cũng phát triển cũng bình thường. Những cái trắng trắng này là thực ra là mình đang rắc cái nấm chico để mang nguyên chất vào để nó xử lý giá thể. Sau này thì nó sẽ là vào trong giá thể này, nó có nấm ký sinh ở trong này thì nó sẽ vào cái rêu, vào cái rễ này này, nó kích thích cái mầm, đẩy mầm ra rễ, rồi thì kích thích cái cây nó phát triển. Hoặc là mọi người cũng có thể là trồng vào cái giá thể là cái chậu hoặc là quả thông này. Đây mình cũng tách ra, tách vợi nó ra. Đây cái chậu này thì mình trồng bằng vỏ thông, đã qua xử lý rồi, và yêu cầu là phải thoáng, không động nước, thoáng đó. Đó. Để làm sao đấy mà nó thời nó không làm ảnh hưởng đến cái rễ. Cái giống này á, rễ nó phát triển rất là mạnh. Đó. Nó thành những cái chùm lớn như này này. Đấy, nên là nó giữ nước, nó nước rất là nhiều. Do vậy mà khi trồng mình
cũng phải đặc biệt chú ý một tí xíu đến cái chế độ nước của nó. Và đặc biệt là cái giống này nó thích ở cái chỗ râm mát. Đấy. Nó nên là mọi người cũng phải hết sức là lưu ý cho. Ví dụ chẳng hạn như nhà nào mà có cái vườn và có cái cây như cái cây to, nền là nền đất ấy, thì treo lên đảm bảo là yên tâm. Đấy. Hoặc là nếu mà được hơn nữa thì buộc hẳn lên cái cây còn đang sống để nó phát triển rất là nhanh. Ở đây thì mình cũng chia sẻ với mọi người nền của mình là bê tông thôi. Ở đây thì là trên tầng 3 nhé. À, tầng 3 chứ không phải là ở đấy đâu, không phải là tầng 1 đâu, nhưng vẫn phát triển bình thường, hoa vẫn to đẹp, cây vẫn đẹp. À, nếu những cái cây mà nó mới kiểu mất sức kiểu này này mọi người này, là cây này đáng lẽ năm nay thì phải để cho nó nở tẹt ra thôi, tuy nhiên là nó bị rơi xuống và nó bị tổn thương rồi, nên mình là trồng lại thì nó như là như mới luôn. Thế do vậy mà lưu ý rằng là khi 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 nó nở hoa ấy thì mọi người lưu ý là hoa nó rất là đẹp luôn và rất là sai hoa, giống này sai hoa lắm. Nên mình là ngắt đi thì cực kỳ là tiếc, nhưng phải nhớ nguyên tắc là 3 ngày, 3 4 ngày thôi. Đấy, cùng lắm là 5 ngày. Xem hoa thôi mọi người phải bật hết bông đi để nó dồn sức và để nó nuôi những cái mầm ở trên này này. Đấy, mầm bây giờ nó ra rồi mà bây giờ mà mầm nó thiếu chất dinh dưỡng, nó không phát triển được nữa là coi như thui chột và thậm chí là chết luôn. À, nó cũng không có thể nó ra rễ được đâu. Do vậy mà phải nhất thiết là phải là cắt hoa đi chơi ít thôi, 3 4 ngày thôi, để đợi sang năm khi nó thuần rồi, nó đủ sức khỏe rồi thì chơi thoải mái, chơi đến lúc nào nó kiệt sức thì thôi. Đó, không lo. Bây giờ năm nay bộ rễ nó tổn thương như này thì là trồng lại thì như là mới luôn, lại phải bắt đầu thuần đấy. Thuần được như này rồi nhưng mà trồng lại cũng chưa chắc là đã phát triển như này đâu. Đó, mọi người mới nhìn. Đó. Làm sao đấy cứ cái giá thể mà nó mọc được cái rêu như này này, mọc được rêu lên như này thì bảo đảm mọi người là không phải lo nghĩ gì cả. Đấy, cái già đấy vẫn giờ vẫn lá vẫn xanh ươm. Điệp ở đây thì đang xuống lá rồi, và số trên này thì một số cái này cũng đã cây này đã chủ núi hết rồi, cái này thì vẫn còn đang lá xanh sẽ xuống, số cái nó xuống này vẫn còn nguyên này, rễ dưới này này tua tủa này, rễ nó mọc lên đâu, cái tác dụng của nấm Chikungunya nó hay lắm, nó cứ chảy đến đâu mà nước nó nhỏ giọt đến đâu là rễ nó vươn theo đấy dài, và nó xử lý giá thể rất tốt, lại dùng nấm đối kháng này, nó sẽ tiêu diệt những cái nấm có hại. Do vậy mà mọi người nên lưu ý tất cả cái phong lan của mình trồng ở đây không sử dụng cái phân thuốc gì cả, hóa học đâu, có phân dê thôi, phân dê thì buộc vào đây. Đấy, và dùng nấm Chikungunya thế thôi. Đấy, phân ở đây thì ra là cái bảng này đấy mọi người, xanh 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 này, màu nó xanh xanh lên này như đấy là chính là cái con nấm Chikungunya đấy, rất là hay, ký sinh vào đấy rồi cứ có độ ẩm là nó sẽ phát triển. À, chu trì vòng đời của nó những 8 tiếng hình như thế, mình không rõ lắm nhưng cũng hiểu sơ sơ. Đấy, nói như vậy để chia sẻ với mọi người rằng là cái hoàng thảo nồi không đến nỗi là khó thuần giống như là rất nhiều người hay đồn thổi nhau, là khó chăng bởi vì là nó cũng giống như con người thôi. Có người thì là sở lời, có người thì là hơi khắt khe một tí. Đấy. Vấn đề là chúng ta biết cách để mà ứng xử nó phù hợp thì nó sẽ vẫn phát triển bình thường. Thế là hy vọng rằng là cái này chắc chắn là chắc không thể chết được đâu. Mọi người nhớ làm cái dây này cho chắc, dây buộc này cho chắc. Chứ đừng đấy mà nó sơ sẩy cái nó đứt một cái rơi xuống là như của mình như này, là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ đây. Đấy, gãy hết xong dài lắm mọi người, hơn con dài.
dài nữa cơ, gãy mất rồi. Nên là cứ nhìn thế này là đủ biết là nó tốt như thế nào. Nếu mà muốn an toàn nữa thì cứ mọi người, kể cả những cái dòng khó thuần nhất hay là các thứ đấy, mình trồng ở trên thân thân tự tầng 3, kèn vẫn phát triển bình thường. Đó là sử dụng cái giớn, cái gì nhỉ, tổ quạ. Anh dùng cái tổ quạ nè, cái tổ quạ này sau buộc ở bên dưới đấy, kèn đã xuống lá đâu, kèn tàu ấy nhá, vẫn khó thuần đấy nhá, đã xuống lá đâu, vẫn còn nguyên đấy. Dùng cái cây tổ quạ này này vẫn xanh tốt bình thường, là yên tâm, là không bao giờ phải lo lưng nồi ở sau lòng giờ phải lo nó thế này thế kia cả. Phần dê để bên trên thì là nó ngấm qua cái kênh tổ quả rồi, thẩm thấu qua một lượt rồi thì nó mới đến cái dưới này, nó chỉ có để mà xử lý là thành những chất ngon nghẻ là ok đấy. Nếu mà muốn an toàn nhá, không tìm được cái giá thể nào hơn cái đây, là cái cây tổ quả thì mình nghĩ là nó là một trong cái giá thể tuyệt vời nhất để trồng tất cả các loại lan luôn, là nó điều tiết nước và giúp cho môi trường nó giống như kiểu là thiên bạch mà. Nó thử nghiệm trước thì mới đến cái anh lan này, anh sầu phục sinh thì anh lại ăn những cái thừa da của nó đấy. Đấy, nên là an toàn tuyệt đối luôn. Em kể cả nhé, bác nào mà thích là chúc thật bà nhé, đấy, cứ lấy cái tổ quả này sau buộc lên. Và nếu ở miền Bắc thì lưu ý rằng là những cây 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 như hoàng thảo nhồi hoặc là chúc thật bà thì nó ngắt, nên là cái thời điểm này ấy, mua các bác mua về là hợp lý rồi. Về này là cho nó quen với cái khí hậu lạnh này, lạnh nó đang mùa nghỉ mà, nó lạnh bắt đầu là nó mấy tháng rét, là sau Tết thì nó bắt đầu đến cái mùa sinh trưởng của nó, thì nó đã làm quen môi trường rồi, nó dần dần thích ứng với khí hậu rồi, nó ra rễ mọc rễ nó bám và nó phát triển bình thường, nó sẽ không phải gì cả. Phần là kinh từ đấy lấy từ tự nhiên hoang dã về đùng cái để trong một cái môi trường là chết ngay, mà phải đấy nó dần dần từ từ, bây giờ đang rét ấy, phù hợp với cái dòng hoa thảo này đấy, nhiệt độ nó các thứ đấy, mình mua về đi để bắt đầu buộc ghép dần lên đi. Nó sau 2 3 tháng nó thích ứng được quen cái môi trường rét rồi, đến mùa xuân nó ấm lên là mùa hè nó nóng lên nữa, là nó thay đổi vì từ chỗ con người mà. Mình mà đang ở trong cái phòng lạnh mà đi ra ngoài trời nắng nóng thì hơi sổ mũi là chuyện bình thường, cảm cúm là chuyện bình thường, thậm chí có người là sốc vị là chuyện bình thường. Cây nó tự như thế thôi, và thực ra thì là cái phép dưỡng sinh của con người là thuận theo lẽ tự nhiên, nên người ta cũng sử dụng cái quy luật tự nhiên này này, quy luật khách quan này này, để xem học bắt chước động thực vật ở trong tự nhiên ấy, để có cái phép dưỡng sinh thôi. Đấy. Nên là mình mà bắt nó đi ngược lại với cái quy luật khách quan của nó, kiểu gì nó cũng không biết. Một số chia sẻ thế để là những bác nào yêu thích cái dòng hoàng thảo nó nổi nhé, chúc cận bà, thì chúng ta có thể là tham khảo để trồng những cái giỏ lan, có cần phải gì đâu, mà xem mọi người xem là dễ của nó thì thôi rồi. Để đây để chứng minh một điều rằng là cái gì nhỉ, nấm chi cột đề ma nó tác dụng kinh khủng đấy. Dài như này mà, dài như này đấy, trong khi là tít trên này 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 còn bám chằng chịt này, thấy chưa đấy, mà là rêu mọc này. Ẩm ẩm thì rêu cũng mọc được đó, ẩm thì rêu cũng mọc được, chứ còn bình thường mà không ẩm là nó lấy đâu mà mọc được. Nói nhìn về giá thể thì mọi người sẽ biết được rằng là cái giống này nó thích cái gì, nó ưa gì, đúng không đấy, cứ ẩm lên là nó thích thôi, giải quyết thôi. Mà cái này có phun thoải mái, phun xong là nó cũng nước nó dòng nó chảy hết à. Nên là ở đây mình trồng trên thân tượng tầng 3 đấy, và chỉ có cái lưới này để che, gọi là che nắng thôi, mưa thì mặc kệ đấy, gọi là che nắng tí thôi, chứ còn thì mưa thì mặc kệ, không có để gì cả, cả điệp cả tất cả các loại. Thế như vậy là thuần lan nó không phải là cái gì nó gọi là khó khăn lắm đâu, biết cách và tất nhiên là mình phải là quan tâm đến nó, cái gì cũng phải chăm sóc nó để nó tốt được. Mọi người nhìn thấy không,
Tầng 3 vẫn có rau ăn bình thường này, vẫn có quất khỏi mua này, hẹ hiếc này, đấy, cam bốn chanh bốn mùa này, chí cả trồng cả xài đất để cho cu con này nó tắm lúc nó ngứa ngáy đấy. Không có gì là không làm được đấy, là mình không thường xuyên ở nhà đấy nhé, đấy, có cả bụi xả luôn.